nghiên cứu của quân đội Mỹ, tình trạng viêm tim sau khi trích vaccine COVID-19 cao hơn dự kiến. Chỉ huy Hoa Kỳ cảnh báo Afghanistan có thể xảy ra nội chiến sau khi Mỹ rút quân. Bình luận, Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng viện khổng tử thực hiện mưu đồ xâm lược văn hóa. Quý vị đang theo dõi phần 2 mục tin tổng hợp trưa ngày 30 tháng 6 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Theo một nghiên cứu được công bố hôm 29 tháng 6, các thành viên quân đội Hoa Kỳ đã được tiêm vaccine viêm phổi Vũ Hán, cho thấy tỷ lệ rủi ro xuất hiện chứng viêm tim cao hơn dự kiến. Nghiên cứu cho thấy 23 năm giới khỏe mạnh trước đây với độ tuổi trung bình là 25 phàn nàn về cơn đau ngực trong vòng 4 ngày sau khi tiêm vaccine viêm phổi Vũ Hán của hãng Pfizer, BioNTech hoặc Moderna. Tỷ lệ sự cố cao hơn một số ước tính trước đây. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Cardiology cho biết 19 bệnh nhân là quân nhân đang tại ngũ đã được tiêm đủ 2 liều vaccine. Những người khác hoặc đã tiêm được một liều hoặc đã nghỉ hưu. Tất cả các bệnh nhân tại thời điểm công bố nghiên cứu đã bình phục hoặc đang hồi phục. Các chuyên gia y tế Mỹ tuần trước kết luận các trường hợp viêm tim được ghi nhận ở thanh thiếu niên và người lớn có khả năng liên quan đến vaccine bằng công nghệ mRNA, nhưng cho biết lợi ích của tiêm phòng vượt trội rủi ro. Cụ thể, một nhóm chuyên gia cố vấn cho Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, đã công bố báo cáo cho biết tình trạng viêm tim đang tăng lên với tỷ lệ khoảng 12,6 trường hợp trên 1 triệu người được tiêm chủng. Ở diễn biến khác, tướng Scott Miller, chỉ huy hàng đầu của Mỹ cho biết Afghanistan có nguy cơ rơi vào nội chiến khi những người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi đất nước. Tình hình an ninh hiện không tốt, tướng Miller nói trong một cuộc họp báo hiếm hoi hôm 29 tháng 6. Ông lưu ý nếu tiếp tục đi theo quỹ đạo này, nội chiến chắc chắn sẽ xảy ra. Tướng Miller là chỉ huy phái bộ do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan. Ông cáo buộc Taliban đã không giảm thiểu bạo lực theo thỏa thuận mà họ đã ký với Mỹ. Giao tranh đã gia tăng kể từ khi Mỹ bắt đầu rời đi vào tháng trước. Với việc Taliban chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ, tất cả các binh sĩ Mỹ còn lại dự kiến sẽ rút lui trước hạn chốt vào vào ngày 11 tháng 9. Cảnh báo từ chỉ huy phái bộ do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên Hợp Quốc cảnh báo về kịch bản thảm khốc khi Taliban chiếm giữ nhiều quận. Tổ chức Liên Hợp Quốc cho biết quân nổi dậy đã chiếm hơn 50 trong số 370 quận kể từ tháng 5, bao vây nhiều thành phố và đóng cửa thủ đô Kabul, trong khi Taliban tuyên bố đã chiếm được hơn 100 quận trên khắp Afghanistan. Điều mà các chuyên gia cho rằng thiếu sự hỗ trợ của không quân Mỹ cho các lực lượng Afghanistan. Kết thúc bản tin trưa nay, xin mời quý vị đến với bình luận của tác giả Cổ Phong có tựa đề Đảng Cộng sản Trung Quốc dùng Viện Khổng Tử thực hiện mưu đồ xâm lược văn hóa được đăng trên Epoch Times tiếng Trung ngày 28 tháng 6. Nhìn bề ngoài, Viện Khổng Tử là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận của Trung Quốc. Nó được quản lý bởi Quỹ Giáo dục tiếng Trung Quốc tế Trung Quốc, vốn là tổ chức phi chính phủ. Với tôn chỉ hoạt động vì để nâng cao sự hiểu biết của người dân quốc tế đối với ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, nhằm phát triển quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc với nước ngoài và thúc đẩy sự phát triển văn hóa đa nguyên trên thế giới. Trên thực tế, Viện Khổng Tử được bảo trợ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lại là con đường tơ lụa cho sự xâm lăng văn hóa toàn cầu và cũng là một phương tiện truyền thông quan trọng trong việc tuyên truyền đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Cộng xâm lược văn hóa thông qua 3 loại hình thức. Kế hoạch xâm lược văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc có 3 loại hình thức như sau. Loại thứ nhất là xâm lược văn hóa cưỡng bức, cũng gọi là phương thức xâm lược dựa trên vũ lực. Mô hình này chủ yếu đề cập đến việc bên xâm lược sử dụng vũ lực để xâm lược hoặc sử dụng vũ lực để buộc bên bị xâm lược phải chấp nhận văn hóa của họ cho các mục đích chính trị. Ví dụ, cạo chọc đầu tóc và thay đổi phục sức vào thời đầu nhà Thanh. Đảng Cộng sản Trung Quốc thời còn phụ thuộc vào Liên Xô sau khi chiếm đoạt chính quyền thành công đã ép buộc người dân Trung Quốc phải treo chân dung của Lenin và Stalin. Hô to khẩu hiệu cách mạng và ca hát các bài hát cách mạng mô hình xâm lược văn hóa theo kiểu cưỡng ép thường có hai mặt. Nếu bên xâm lược có văn hóa tốt đẹp thì có thể thúc đẩy sự phát triển văn minh và tiến bộ của bên bị xâm lược. Ví như Hồng Kông bị đế quốc Anh xâm chiếm trong thời gian dài và Đài Loan từng bị Nhật Bản chiếm đóng. Còn nếu bên xâm lược man dợ và lạc hậu thì cũng sẽ khiến cho bên bị xâm lược trở nên man dợ và lạc hậu. Ví như Trung Quốc, Triều Tiên từng phụ thuộc vào Liên Xô trong một thời gian dài. Loại thứ hai là xâm nhập văn hóa thụ động cũng gọi là mô hình lan tỏa văn hóa tốt đẹp. Loại mô hình này thường do bên bị xâm lược chủ động tiếp thụ nền văn hóa tiên tiến của các nước khác. Ví dụ, các nước trên thế giới học hỏi từ mô hình chính trị dân chủ hóa của Hoa Kỳ, hay học hỏi từ lối sống công nghiệp hóa và đô thị hóa của các nước phương Tây. Mô hình này có 3 đặc điểm. Một là bên bị xâm lược tích cực tiếp thu nó, hai là nó có thể nhanh chóng thúc đẩy nền văn minh và tiến bộ của bên bị xâm lược. Thứ ba là cuộc xâm lược văn hóa này không mang theo mục đích chính trị và càng không liên quan gì đến chủ quyền quốc gia của bên xâm lược. Loại thứ ba là xâm lược văn hóa theo kiểu trá hình. Kẻ xâm lược vì để đạt được một mục đích chính trị ngầm nào đó, họ đã chuẩn bị trước mọi điều kiện có thể cho việc tiến hành xâm lược văn hóa, khiến đối phương bị xâm lược hoặc bị xâm hại mà không thể biết sự thật. Cụ thể, các viện khổng tử được thành lập bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc trên khắp thế giới truyền bá văn hóa Trung Quốc, hoặc dưới chiêu bài của sáng kiến Vành đai và con đường. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bỏ tiền, bỏ sức để xuất khẩu mô hình thành công của Trung Quốc ra thế giới, mà bên nhận phải trả giá bằng nhân quyền, môi trường và chủ quyền quốc gia. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi xuất khẩu văn hóa như một vũ khí bí mật. Theo chất lý đấu tranh của Mao Trạch Đông, Đảng Cộng sản Trung Quốc có 3 món bảo bối lớn để cướp quyền. Một là dùng nòng súng để phát động các cuộc đấu tranh giai cấp, vượn dùng chiêu bài đánh địa chủ, phần chia dụng đất để mê hoặc lòng dân. Hai là dùng ngoài bút, tức là văn hóa tuyên truyền hồng đổi trắng thay đen. Lấy dối trá để lừa gạt người dân. Ba là dùng công tác mặt trận thống nhất, cũng chính là mua chuộc bằng lợi ích. Để biến thù thành người của mình, có thể thấy tuyên truyền văn hóa có một địa vị vô cùng đặc thù trong lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và nó chính là một công cụ chính trị được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để duy trì vị thế thống trị của mình. Cái gọi là truyền bá văn hóa ra bên ngoài của Trung Quốc, kỳ thực chính là xuất khẩu văn hóa đỏ. Mục đích của nó là để hệ ý thức tư tưởng đi ra thế giới và dùng hình thái ý thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc để thống trị thế giới. Kết quả cuối cùng của việc xuất khẩu văn hóa như vậy là khiến cả thế giới chịu độc hại bởi hệ tư tưởng của chính nó. Viện Khổng Tử tiếp tục bị các nước phương Tây tẩy chay. Theo trang web tiếng Trung của tờ Deutsche Welle, vào ngày 13 tháng 8 năm 2020, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo Trung tâm Viện Khổng Tử Hoa Kỳ, nơi chịu trách nhiệm quản lý các viện Khổng tử ở Mỹ, đã bị liệt vào danh sách phái Bộ Ngoại quốc, ngoại trưởng Hoa Kỳ khi đó là ông Mike Pompeo đã bày tỏ trong một tuyên bố công khai rằng, Trung tâm Viện Khổng Tử Hoa Kỳ không chỉ thúc đẩy tuyên truyền các mệnh lệnh chính trị của chính phủ Trung Quốc trên toàn cầu, mà còn có những tác động có hại đối với các học viện và trường học ở Mỹ ở tất cả các cấp. Trong những năm gần đây, giới chính trị Mỹ đã mạnh mẽ chỉ trích Viện Khổng tử là cơ quan tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc đàn áp quyền tự do ngôn luận và tự do học thuật trong khuôn viên trường, thậm chí còn sử dụng nó để giám sát sinh viên Trung Quốc. Bộ Giáo dục Mỹ năm 2019 tuyên bố sẽ xem xét nghiêm ngặt các hoạt động của Viện Khổng Tử sau khi Quốc hội chỉ trích các Viện Khổng Tử là cơ quan tuyên truyền chính cho chính phủ Trung Quốc. Do các Viện Khổng Tử có mang màu sắc chính trị mạnh mẽ, trong những năm gần đây, chúng đã vấp phải sự phản đối của các nước trên thế giới. Cho đến nay, các Viện Khổng Tử ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, Thụy Điển, Na Uy, Đức, Đan Mạch và các quốc gia khác đã bị đóng cửa. Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 26 tháng 6, 2021, ít nhất 30 viện khổng tử trên thế giới đã bị cưỡng chế đóng cửa, trong đó có 21 viện bị đóng cửa tại Mỹ. Sau khi hết hạn hợp đồng, sẽ có thêm nhiều viện khổng tử buộc phải đóng cửa. Kết luận, ngày 28 tháng 5 năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc thị sát căn cứ quân sự ở Virginia đã nói với các binh sĩ Mỹ rằng nước Mỹ đang ở trong cuộc chiến giữa một quốc gia dân chủ và một quốc gia độc tài. Ông Tập Cận Bình đã từng nói với tôi rằng Ông ta tin chắc chắn trong vòng 15 năm nữa Bắc Kinh sẽ sở hữu Hoa Kỳ. Có thể thấy rằng tham vọng thống trị thế giới của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lộ diện từ lâu. Các dự án như viện công tử và sáng kiến vành đai và con đường chỉ là một phần trong hành động xâm lăng văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra toàn thế giới. Còn nhiều chiêu trò ẩn xấu nữa vẫn đang chờ được khám phá sâu thêm. Mời quý vị khán giả tiếp tục chú ý đón xem. Phần 2 mục tin tổng hợp chưa của Đài Canal TV đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.